Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình hạn hán xâm nhập mặn đang diễn biến phức tạp, nhưng nhiều nông dân trên địa bàn huyện Long Phú đã cải tạo đất trồng màu, vừa giải quyết lao động nông nhàn, vừa đem lại hiệu quả cao. Chị Kim Thị Như Huỳnh ở ấp Sóc Mới, xã Long Phú, trước đây làm thợ sơn ở thành phố Hồ Chí Minh. Cuối tháng 12 năm 2021, do người cha đã lớn tuổi ở nhà không ai chăm sóc nên chị về quê và thấy trước nhà có khoảng đất trống khoảng 60 m². Chị đã cải tạo lại và đầu tháng 1 năm 2022, chị xuống giống trồng cải xanh. Nhờ cặp sông, nguồn nước dồi dào nên cải phát triển tốt và qua một tháng chăm sóc, chị đã bắt đầu thu hoạch, mỗi ngày bán được từ 18 đến 20 kg với giá mỗi ký 10.000 đồng. Trống để cỏ mọc cũng vậy thôi, mình ở nhà cũng như tập thể dục đi, mình trồng cải buổi sáng tưới nước, buổi chiều tưới nước vậy đó. Thì có nhiêu thì bán nhiêu, còn không có thì mình ăn cũng được thôi chứ gì đâu. Là chắc trừ chi phí phân bón rồi luôn, là hạt rồi luôn chắc cũng còn được 1 triệu. Nó 1 triệu thì trung bình thôi, chứ có thể bán được nữa thì có thể hơn chút đỉnh. Ông Tô Thanh Liêm ở ấp 1 xã Châu Khánh, trước đây trồng lúa trong vụ này, thường cho thu nhập bấp bênh. Thực hiện khuyến cáo nông dân không sản xuất lúa vụ 3, mùa khô năm 2015, ông thí điểm chuyển 1,5 công đất ruộng sang trồng dưa leo. Trong vụ này, ông bán được 7,5 tấn dưa leo và nhờ trúng giá, sau khi trừ chi phí, ông còn lời trên 60 triệu đồng. Thấy có hiệu quả kinh tế, nên đến nay ông đã chuyển thêm 6,5 công đất ruộng chuyển sang trồng màu, nâng tổng diện tích trồng màu của gia đình lên 8 công. Trồng màu thì ăn thua giá cả thị trường nữa, khi nó trúng giá thì lời nhiều, còn không trúng giá thì cũng lợi ít, mà nó hiệu quả hơn lúa rất là nhiều. Một năm mình có thể canh tác được 2-3 vụ màu trên năm, tiền lãi thì một năm là trên 1 công á. Thì là lời ba vụ màu á là lời có khoảng 15 triệu. Tính đến nay, nông dân trên địa bàn huyện Long Phú đã xuống giống trồng màu mùa khô được gần 700 hecta, chủ yếu trồng dưa hấu, khổ qua, các loại đậu, dưa leo, bắp cải và các loại cải. Một trong những yếu tố trồng màu trong mùa khô đem lại kết quả cao là diện tích không nhiều nên thường cung không đủ cầu, nhưng nhọc công nên buộc người trồng phải siêng năng và biết cách chăm sóc. Trồng màu trong mùa khô ít sâu bệnh hơn so với mùa mưa. Hiện nay hầu hết các loại rau màu đều được giá. Toàn xã Châu Khánh tổng diện tích mà chuyển đổi từ đất lúa sang màu là 77,9 hectare. Theo đánh giá của Hội nông dân xã thì cái màu so với cái lúa thì thu nhập rất là cao, mang lại cái mà thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con ở nông thôn mình. Nhiều nông dân trồng hoa màu trong mùa khô ở huyện Long Phú đang được mùa trúng giá. Tuy nhiên, trong sản xuất, bà con cần nắm rõ cung cầu của thị trường và giá cả của từng loại hoa màu để chọn thời gian trồng và thu hoạch phù hợp, mang lại hiệu quả cao.